Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền Bắc bao gồm cả thủ đô Hà Nội do trời nhiều mây có mưa. Lúc này nhiệt độ ngoài trời tại Bắc Bộ khá thấp, chỉ từ 16 đến 18 độ, trời khá rát. Đến khoảng trưa chiều nay, trận gió Tây gây mưa sẽ dịch chuyển dần ra ngoài biển nên mưa sẽ giảm xuống. Toàn khu vực Bắc Bộ trời chuyển lạnh, nền nhiệt có xu hướng tăng dần lên. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên từ 19 đến 22 độ. Còn ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ từ 18 đến 20 độ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Do có mưa kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Với nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay dao động trong ngưỡng từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Dự báo đến khoảng ngày 28 và ngày 30 tháng 1, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động của hai đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, khiến cho khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và có nơi có dông. Tình trạng rét đậm rét hại tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Lưu xuống các tỉnh miền Trung, từ trưa chiều nay trời nắng ráo và có nắng trên toàn miền, nhiệt độ do đó cũng sẽ tăng lên. Với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay cũng như ngày mai ở Thanh Hóa sẽ giảm là từ 22 độ, tại Nghệ An, Hà Tĩnh là từ 23 đến 24 độ, ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là từ 25 đến 27 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, nhiệt độ duy trì ở mức từ 27 đến 30 độ. Đến tối và đêm nhiệt độ giảm, trời rét ở phía Bắc đều hải văn trở ra với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Còn khu vực phía Nam đều hải văn trời sẽ lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Lưu xuống phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ đang là mùa khô nên vẫn là nơi có nắng mạnh và nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Trong ngày hôm nay trời nắng ngay từ sớm và kéo dài tới chiều muộn nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở Tây Nguyên đều từ 29 đến 31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ đạt mức từ 31 đến 34 độ. Đáng lưu ý là ở khu vực vùng cao Tây Nguyên về đêm nhiệt độ giảm thấp xuống ngưỡng phổ biến từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Ở trên biển đáng lưu ý là ở khu vực vịnh Bắc Bộ, hiện tượng sương mù có khả năng xuất hiện vào sáng sớm, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới phổ biến có mưa vài nơi có dông, gió Đông Nam ở mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, có lúc lên cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 3 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.